Đại tá Nguyễn Tôn Hùng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa chủ trì hội nghị đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ trong đoàn binh động. Tại buổi đối thoại, với tinh thần cởi mở thẳng thắn, cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đã trình bày tâm tư nguyện vọng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về các vấn đề như sửa chữa khắc phục các công trình nhà vệ sinh, cống thoát nước, hàng rào đã xuống cấp, đưa vào suất ăn thêm nhiều loại rau xanh thay cho các món cá, các quyền lợi nghĩa vụ, chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, chiếu phim, thể dục thể thao, về nguồn, tìm hiểu truyền thống cách mạng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông qua đối thoại dân chủ, kịp thời phát hiện những sai phạm, nắm chắc tâm tư, tình cảm, những đề xuất kiến nghị của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó, cấp ủy chỉ huy các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.